Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Chào mừng quý cô chú anh chị trở lại với nhà vườn của chị Nguyễn Ngọc. Thì hôm nay kênh đến để giao lưu đến với cô chú anh chị mình một lô hoa kiển mới. Thì cũng rực bông hết nha quý cô chú anh chị. Một số cây giấy Mỹ ghép bonsai chính là động lực cây, của quý cô chú anh chị. Cây ấy đó. Thì số điện thoại liên lạc của nhà vườn chị Nguyễn Ngọc thì kênh ghi trên tiêu đề ha, mình gọi điện với chị Nguyễn Ngọc để được hỗ trợ mua hàng sớm nhất nha, thì không làm mất thời gian quý cô chú anh chị mình gặp chị Nguyễn Ngọc để giao lưu mặt hàng chi tiết hôm nay nha quý cô chú anh chị. Rồi, chào chị Ngọc ơi. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay em lại lên clip mới ha cô chú anh chị. Giấy giấy ha, cây đầu clip thì em vô em cây trang ha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0799667521 là số Zalo của em luôn ạ. Hiện tại em ở Hòa Thành, Lai Dung, Đồng Tháp ạ. Rồi em vô cây số 1. Cây này là cây số 0 nha cô chú anh chị, vô cây số 0 luôn ha. Cây số 0 là một cây trang hồng phấn ha cô chú anh chị. Siêu bông ha. Cây này cây lớn nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 0 có chiều cao là 1m7, tán ngang là 1m5 ạ. Hàng này là hàng thần chậu nha cô chú anh chị. Xương cạnh thì nó ra rất là nhiều ha. Cái này là rễ nó ăn cứng bầu mình luôn rồi nha cô chú anh chị. Một cốt giót đọt lên luôn ạ. Cây này thoát thân cỡ 15cm ha cô chú anh chị. Rồi hoành này là 20 ha. Cái này là rễ là nó ăn cứng luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mua về á, là mình thêm phân vô cho nó tốt lên luôn nữa ha. Chiều cao là 1m7 ha cô chú anh chị, tán ngang là 1m5, hoành 20. Rồi mã số 0 em xin Zalo là 1.400.000 ạ. 1.400.000 là em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ha. Hàng này nó đã thần chậu rồi. Nó sống khỏe ha cô chú anh chị. Khi ship thì em sẽ rút bầu nha cô chú anh chị. Cút chậu bó bầu ha. Tiếp theo là mã số 1 ạ. Mã số 1 là một cây giấy cẩm thạch tím ạ. Gốc thì gốc giấy Mỹ ha cô chú anh chị. Gốc này là gốc khủng ha, gốc lớn nha. Gốc của nó rất là lực luôn ạ. Cẩm thạch tím. Cẩm thạch tím siêu bông nha cô chú anh chị. Dáng thì của nó rất là đẹp nha, củ rất là lớn luôn. Mã số 1 có chiều cao là 90, tán ngang là 1m1 ạ. Hoành là 40 nha cô chú anh chị. Củ đế thì 70 ạ. Củ em đo ấy thầy cô chú anh chị. Củ rất là lớn ha. Cái này là hồi đó nó bị tét nhánh rồi người ta cắt nha cô chú anh chị. Cái này mặt cắt nha, nó không mục nha cô chú anh chị. Cái này cái thân này nó lên là nó đang kéo nhựa lên ha. Hai bên đây nó cũng đang kéo nhựa lên ha. Từ từ nó sẽ lành cái mặt này nha. Đây nó nhựa của nó nè. Rồi, mã số 1 em xin Zalo là 2.200.000 ạ. 2.200.000 là em bao gồm phí ship luôn ha. Ship thì em ship luôn cả chậu ạ. Tiếp theo là mã số 2. Cũng gắn là gốc giấy Mỹ ghép cẩm thạch tím luôn ha cô chú anh chị. Gốc này dáng rất là đẹp nha. Mã số 2 có chiều cao là 95, tán ngang 1m ạ. Nó rất là siêu bông nha cô chú anh chị. Bông từ cái nhánh mà ra tới đọt, tới thân ấy mà ra tới đọt luôn nha. Rất là siêu bông, rồi sai bông ha. Cái dáng này rất là đẹp nha. Cái này gì của chú anh chị mình nó vô dây uống chi cành nó rất là đẹp nha. Rất là lực ha cô chú anh chị. Ở đây nó bị chày nha cô chú anh chị. Nó bị chày một lỗ nhỏ đây thôi. Xử lý keo rồi luôn rồi. Từ từ nó sẽ lành mặt nha. Đế thì đế rất là quái ha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Đế chặt cái tấm này ha. Rồi mã số 2. Củ này là tới 100 lần nha cô chú anh chị. Mã số 2 em xin Zalo là 1.200.000 ạ. Em cũng bao gồm phí ship luôn ha. Bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 3 ạ. Là cái giấy tím bướm nha cô chú anh chị. Gốc này là gốc giấy gốc này là gốc giấy màu trắng ha. Cái màu trắng mà ghép tím bướm nè, cây này cây lớn ha cô chú anh chị, phân tàn nó rất là lớn nha. Màu tím hay bướm thì nó chỗ rộ rất là đẹp ha cô chú anh chị. Chi cành thì nó ra rất là có duyên ha. Rồi mã số 3.
Chiều cao của nó là 1m6, ta ngang 1m7. Hoành là 30 ạ. À. Cây này là không bị lỗi luôn nha cô chú anh chị. Gốc giấy màu mà nó không bị lỗi nha. Giấy màu này cô chú anh chị mình chơi nó rất là bền luôn ha. Rồi, mã số 3 em xin Zalo là 2.600.000 ạ. Là em cũng bao gồm phí ship luôn ạ. Này là em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 4. Cà bò nha. Không. Gốc cà bò. À, mã số 4 là một cây giấy là cũng cái này là tím Pháp nha cô chú anh chị, gốc thì gốc cao bồi ha. Gốc bồi này gốc nó rất là già nha cô chú anh chị. Quá rất là cao luôn ha, chiều cao của nó tới 2m2 ha cô chú anh chị. Tán ngang thì là 1m. Cây này cao ha cô chú anh chị, rất là cao luôn. Tím Pháp thì nó rất là đẹp nha cô chú anh chị, cái màu nó là tím đậm ha, nó rất là đẹp luôn. Cây này gốc cao bồi nha cô chú anh chị, gốc cao bồi mà nó có củ đế nha. Ha, nó có củ đế, cái đế đặc luôn ha. Gốc cao bồi là hiếm lắm mới có củ đế nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành này là tới 30 33 ạ. Rồi mã số 4 em xin Zalo là 2.2 triệu ạ. 2.2 triệu là em cũng bao gồm phí ship cho tới nhà cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Khi ship thì em ship cả chậu nha. Giấy này trong quá trình vận chuyển về tới nhà cô chú anh chị mình nó sẽ rụng một số bông và một số lá nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cũng thông cảm tới nhà vườn em ha. Tiếp theo là mã số 5 cũng là một giấy gốc giấy cao bồi là ghép tím mưa tím Pháp luôn ạ. Cây này dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m9 ạ, tán ngang 1m1, hoành này là 36 ạ. Hoành rất lớn ha cô chị. Cái này cao bồi ha, cao bồi này nó cũng sống nó cũng rất là dai ha cô chú anh chị. Rất là bền luôn. Cái này nó cũng có củ đế luôn nha. Hoành này là 36 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 em xin Zalo là 1.600.000 ạ. 1.600.000 là em cũng bao gồm phí ship luôn ha. Tiếp theo là mã số 7 cũng gắn là cây tím Pháp luôn ạ. Cái này là gốc giấy Mỹ nha cô chú anh chị, gốc giấy Mỹ ghép tím Pháp ha. Mã số 6 ạ. Mã số 6 là gốc giấy Mỹ ghép tím Pháp ạ. Cái này được 2 mâm ha cô chú anh chị. Nhìn nó rất là đẹp ha. Rồi mã số 6 của chiều cao là 1m6 ạ. Tán ngang là 1m, hoành này là 26 ha cô chú anh chị. Dáng này nó rất là có duyên ha. Cái bộ đế nó nằm ra nhìn nó rất là đẹp ha. Tím Pháp này là cái siêu bông nha cô chú anh chị. Nó rất là siêu bông luôn. Rồi mã số 6 em xin Zalo là 1.600.000 ạ. 1.600.000 là em cũng bao gồm phí ship luôn. Em bao ship là bên đây là bên em là bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 7 cũng nhắn là cây gốc giấy Mỹ ghép tím Pháp luôn ạ. Rồi mã số 7 có chiều cao là 1m6, tán ngang 1m15 ạ. Hoành này là 28 nha cô chú anh chị. Đế cây sổ nha, đế này đế sổ rất là đẹp ha. Tím Pháp của nó cũng rất là siêu bông mà. Tím Pháp này bông này nó rất là lớn nha cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị mình tỉa xương một cái ha, nó ra phân tàn rất là dày đặc ha. Cái dáng này rất là đẹp ha. Rồi mã số 7 em xin Zalo là 1.400.000 ạ. Đế này đế sổ rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình mua về mình trưng trước cổng nhà rất là đẹp nha. Tại vì cái cây thì nó cao á, mình trưng rất là có duyên. Tiếp theo là mã số 8. Cái này là một gốc cao bồi trắng mà gốc ghim cái cây ghim của nó luôn nha cô chú anh chị, không ghép gì ha. Trắng mà trắng lem luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 8 của chiều cao 1m7, tán ngang là 1m05. Hoành là 27 ạ. Trắng cao bồi ghim nó lem ra màu hồng nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha, phân tàn của nó rất là đẹp luôn ạ. Cái này một cốt phát thăng lên nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 8. Mã số 8 là em xin Zalo là 1 triệu ạ. 1 triệu là em cũng bao gồm phí ship luôn. Cao bồi trắng này em được 2 cây ha cô chú anh chị.
Rồi, mã số 9 cũng lẫn là một cây cao bồi trắng à, trắng ghim luôn ạ. À. Rồi, mã số 9 có chiều cao là 1m7, tấn ngang là 1m25 ạ. À. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở đây nó cái dáng của nó rất đẹp ha. Cái nó cong vậy đây ha. Nhìn rất là có duyên luôn nha. Rồi, hoành là 21 luôn ạ. À. Cái cây này rất là có duyên ạ. À. Rồi, mã số 9 em xin Zalo là 1 triệu luôn ạ. À. 1 triệu là em cũng bao gồm phí ship luôn ha. Cô chú anh chị mình không mất tiền thêm một phí nào nữa đó nha. 1 triệu là em bao gồm phí ship hết. Tiếp theo là mã số 10 ạ, là một cây tím bướm mà, gốc ghép Mỹ ghép tím bướm ha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m3, tấn ngang là 80 ạ, hoành này là 23 ha cô chú anh chị. Cây này chi cảnh nó rất là đẹp nha, có duyên ha. Cái này bông thì nó đang ra nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Tím bướm ha. Nhìn cái cây này rất là đẹp luôn ạ. Đế thì này là đế sổ xuống ha cô chú anh chị. Đế sổ xuống rất là quái nha. Rồi mã số 10 em xin luôn là 800 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Vẫn là một cây tím bướm mà gốc giấy Mỹ ghép tím bướm ạ. Mã số 11 có chiều cao là 1m, tấn ngang 75 ạ. Hoành là 25. Cái này chi cành của nó rất là đều và đẹp ha cô chú anh chị. Con tàn này nó rất là tròn ha, rất là có duyên luôn á. Đế này là cũng đế sổ luôn nha. Đế sổ rất là quái ha. Rồi mã số 11 em xin Zalo là 800 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 12 cũng vẫn là gốc giấy Mỹ ghép tím bướm ạ. Cây này dạng lùng lực mình dễ chơi ha cô chú anh chị, mình chưng ở đâu cũng đẹp ha. Rồi mã số 12 có chiều cao 1m1, tấn ngang 80, hoành là 23 ạ. Đế này là cũng đế sổ luôn nha. Rồi mã số 12 em xin Zalo là 750 ngàn ạ. 750 ngàn là em bao phí ship hết nha. Tiếp theo là mã số 13 cũng vẫn là một cây tím bướm luôn ạ. Gốc thì gốc giấy Mỹ nha. Đế sổ này rất là cao nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m5, tấn ngang là 80, hoành này là 17 nha cô chú anh chị. Đế sổ này nó rất là cao ha. Đế sổ này tới 37 nha cô chú anh chị. Đế rất là quái luôn ha. Cái này được thoát thân lên cỡ 10 cm ha cô chú anh chị. Rồi mã số 13 em xin Zalo là 750 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 14. Cũng vẫn là cây tím bướm luôn ạ. Ghép gốc Mỹ ạ. Gốc Mỹ ghép tím bướm ạ. Rồi mã số 14 có một chiều cao của nó là 1m5, tấn ngang 80, hoành là 22 ha cô chú anh chị. Này em đo hảo cái thử cái củ đế cho cô chú anh chị mình xem ha. Củ đế ở đây là 54 nha cô chú anh chị. Củ rất là quái ha. Rồi mã số 14 em xin Zalo là 750 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 15 cũng vẫn là cây tím bướm luôn ạ, à, ghép gốc Mỹ ha. Cây này cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 15 có chiều cao 1m1, tấn ngang 80, hoành là 22 ạ. À. Cái này về cô chú anh chị mình cũng vô dây uống chỉnh sữa rất là đẹp nha. Rồi mã số 15 em xin Zalo là 750 ngàn ạ. À. Đế này đế đặt nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 16. Là một cây gốc giấy Mỹ ghép tím bướm ha cô chú anh chị. Cái này em đã vô dây uống thành phẩm rồi ha. Vậy cô chú anh chị mình cứ để chơi thôi ha. Cái tàn này nó rất là ấm rồi nha cô chú anh chị. Rất là đều rồi ha. Nhìn rất là có duyên nha. Rồi mã số 16 có chiều cao là 75, tấn ngang là 65, hoành là 25 nha cô chú anh chị. Đế này đế sổ xuống rất là đẹp nha. Rất là quái ha. Đế rất là lực luôn. Rồi mã số 16 em xin Zalo là 900 ngàn ạ. 900 ngàn là em bao gồm phí ship ha. Khi ship em ship luôn cả chậu luôn cô chú chị mình nha. Tiếp theo là mã số 17 ạ. Là một cây tím Pháp ha cô chú anh chị. Tím Pháp này tông là tông lùng lực nha. Nhìn rất là đẹp ha. Tím Pháp thì cái màu của nó rất là đậm ha. Rất là đẹp luôn. Cái này thì nó đang ra nụ cô chú anh chị. Nụ bông rất nhiều. Mã số 17 có chiều cao là 60, tấn ngang 60, hoành là 27 ạ. Đế này đế rất là quái nha cô chú anh chị. Lắc lượng qua đây ha. Rồi mã số 17 em xin Zalo là 600 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 18.
là một cây đỏ lửa nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m6, tán ngang là 1m8, hoành là 28 nha cô chú anh chị. Đỏ lửa, cái màu của nó rất là đẹp nha, đỏ mà đỏ đậm hết cô chú anh chị. Tông thì tông một cốt ha, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đế thì rất là quái nha cô chú anh chị, đế nó sắn lại như con ốc rồi nha, rất là đẹp ha. Cái này gì cô chú anh chị mình vô phân thêm nữa ha, rất là cao lên, rất là có duyên luôn à. Rồi mã số 18 em xin Zalo là 1.800.000 ạ, 1.800.000 là em bao gồm phí ship nha. Tiếp theo là mã số 19, cái này là cây giấy ba màu Mỹ nha cô chú anh chị, gốc Mỹ mà ghép ba màu Mỹ nha, hai màu, màu tím, màu tím là màu ghim của nó nha, và màu màu này màu hồng với màu vàng ha cô chú anh chị, màu vàng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Trắng, màu này màu trắng hả, trắng, màu trắng, màu hồng và màu tím nha cô chú anh chị. Rồi mã số 19 có chiều cao là 75, tán ngang 60, hoành 13. Cái này nhá, cái thân cây nó lắc lượng rất đẹp nha, rất là có duyên nữa ha. Rồi mã số 19 em xin Zalo là 350.000 ạ. Tiếp theo là mã số 20 ạ. 20 là một cây ngũ sắc Thái nha cô chú anh chị, ngũ sắc Thái siêu bông ha. Chiều cao của nó là 1,5m, tán ngang 1,5m, hoành 19 ạ. Bông nó đang nụ ha cô chú anh chị, cô chú anh chị, nụ ra rất nhiều nha. Cái này em bao cho cô chú anh chị mình 5 màu nha. Cái dáng cây nó rất là đẹp ha. Hoành này là 19 ha cô chú anh chị. Đế này mà đế sổ xuống đây rất là có duyên nha. Rồi mã số 20 em xin Zalo là 700.000 ạ. Giấy ngũ sắc này thì em cũng nói trước là nó cũng dễ rụng bông nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình nó sẽ rụng bông và rụng lá ha. Trong vòng 10 bữa nửa tháng là nó sẽ đâm đọt ra ra hoa ha cô chú anh chị. Rồi mã số 21 nhắn là cây ngũ sắc luôn ạ. Cái này đang chỗ bông ha cô chú anh chị. Rồi mã số 21 có chiều cao là 1m3, tán ngang 1m5, hoành này là 20 nha. Đế này rất là quái nha cô chú anh chị, đế này đế đặc ha, đế rất là đẹp nha. Rồi mã số 21 em xin Zalo là 600.000 ạ. Tiếp theo là mã số 22, cái này là giấy gốc cao bồi ghép cẩm thạch tím nha cô chú anh chị. Con tạng của nó rất là dày đặc ha. Rồi mã số 22, cái chiều cao là 1m25, tán ngang 1m1, hoành là 20 ạ. Tím này là tím quế nha cô chú anh chị, bông tím quế ha, nó rất là nổi và đẹp nha. Cây tím cẩm thạch tím này nó rất là siêu bông nha cô chú anh chị. Đế thì cái dáng nó nằm rất là đẹp có duyên nha. Cao giấy cao bồi, gốc giấy cao bồi ha. Rồi mã số 22 em xin Zalo là 800.000 ạ. 800.000 là em bao ship toàn quốc đó. Tiếp theo là mã số 23, cái này là gốc giấy Mỹ ghép cẩm thạch tím ha. Một rễ mà nó uốn lượn đi lên ha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Rồi mã số 23 có chiều cao là 1m15, tán ngang cũng 1m15 luôn ạ. Hoành này là 22 nha cô chú anh chị, phân tạng nó rất là tròn và lớn nha. Cây này thì nó đang chỗ nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị, khi mà nó chỗ rộ ra thì bông của nó rất là đẹp ha. Rồi mã số 23 em xin Zalo là 800.000 ạ. Tiếp theo là mã số 24 ạ, cũng vẫn là cây cẩm thạch tím luôn ha. Cây này dáng bonsai nha cô chú anh chị. Cây này dáng bay nó rất là đẹp nha. Cái này về mình cắt tỉa nó ra tàn rất là dày, rất là đẹp luôn ạ. Mã số 24, chiều bay có nó là 95, tán ngang là 60 ạ. Hoành này là 19 nha cô chú anh chị. Cái này chơi bonsai là rất là đẹp ha. Rồi mã số 24 em xin Zalo là 800.000 ạ.
Tiếp theo là mã số 25, cũng gắn lại cái giấy cẩm thạch tím luôn ạ. Cây này mấy cây này cẩm thạch này em đã vô dây uống thành phẩm luôn rồi nha cô chú anh chị. Cái đế của nó, đế sổ nó rất là đẹp ha. Mã số 25, chiều ba có nó là 1m, tán ngang là 70, hoành là 19 nha cô chú anh chị. Phong tàn của này, cây này rất là dày à ha. Rồi mã số 25 em xin vô lưu là 800.000 ạ. Tiếp theo là mã số 26, cây này là cây mỹ nhân đỏ nha cô chú anh chị. Mỹ nhân đỏ cái lá nó nhỏ nha. Rồi chiều cao của nó là 75, tán ngang 1m, hoành là 17 ạ. Bông của nó cũng nhỏ nha cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Rồi mã số 26 em xin vô lưu là 500.000 ạ. Tiếp theo là mã số 27, là cây giấy tím tiết ạ. Gốc giấy Mỹ ghép tím tiết ha cô chú anh chị. Cái này cái tàn có gan rất là dài ha. Mã số 27 có chiều cao là 90, tán ngang là 95 ạ, hoành là 18 nha. Cây này cái đế rất là có duyên ha cô chú anh chị, nó lắc lượng hôm nay ha. Nhìn rất là đẹp nha. Rồi mã số 27 em xin Zalo là 400.000 ạ. Tiếp theo là mã số 28, là một cây cành vàng lá ngọc ạ. Cây cành vàng lá ngọc này bông của nó cũng được hai màu nha cô chú anh chị, màu hồng và màu trắng ha. Có khi một bông của nó mà nó được hai màu luôn, nó lem ha. Mã số 28 có chiều cao là 85, tán ngang 1m, hoành là 18 ạ. Rồi mã số 28 em xin đi lô là 500.000 ạ. 500.000 là em bao gồm phí ship nha. Mã số 29, cái này là cây này là cây bông sống đời nha cô chú anh chị. Bông của nó là màu đỏ rất là đẹp nha. Chiều cao nó là 30 thôi, cả 30 đi. Tán ngang của nó thì 40 ạ. Bông của nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Này mình mua về mình trưng rất là đẹp nha. Cái này về cô chú anh chị mình trồng nhiều chậu thì mình chiết ra ha cô chú anh chị, nó sẽ nở củ ra nữa ha. Nó nở cây ra rất là nhiều luôn. Rồi em là em lên một cặp luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 39, một cặp này là em xin giao lưu là 400.000 ạ. 400.000 là hai cây như này nha cô chú anh chị, là em bao ship luôn nha. Tiếp theo là mã số 30, cũng nhắn là một combo cây sống đời luôn ạ. Sống đời này nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Em đo hạ một cây thôi nha, cái này là được nhiều cây lắm. Cái này về cô chú anh chị mình chiết ra một cây là nó sẽ nở ra nữa nha. Chiều cao của nó là cả 30 luôn ạ. Tán ngang là 45. Bông của nó nhỏ nhỏ rất là đẹp đó cô chú anh chị. Mình trồng cái này là không bao giờ chết nha, tại vì nó sống đời mà. Rồi mã số 30 em xin Zalo là 400.000 luôn ạ. 400.000 là hai cây ạ. Mã số 30 là cũng là mã số cuối clip của em ha. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em ha. Em cũng rất mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ em clip này ạ. Chúc cô chú anh chị một ngày xem kênh thật vui vẻ ha. Xin chào ạ.